Nam em tự tẩy chay mình khỏi showbiz, hết Trường Giang, Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Sam rồi sẽ tới ai? Năm 2015, Nguyễn Lệ Nam Em đăng quang hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long. Sau đó một năm, Nam Em được cử thi Miss Earth và mang về thành tích top 8 chung cuộc. Đây là những bước đệm giúp cô tạo độ phủ sóng với công chúng và trở nên nổi bật giữa dàn mỹ nhân V-Biz. Năm 2024, Nam Em tiếp tục trở thành cái tên được tìm kiếm khắp các diễn đàn mạng xã hội. Nhưng lần này, nguyên nhân đến từ những buổi livestream bóc phốt bôi xấu đồng nghiệp gây sốc của cô trong vài ngày qua. Nữ hoàng thị phi mới của V-Biz. Khi mới đăng quang ở cuộc thi sắc đẹp, Nam Em sớm nổi bật giữa dàn mỹ nhân bởi sự đa năng. Từ ca hát, diễn xuất đến tham gia game show, cô đều thể hiện được khả năng và để lại dấu ấn nhất định. Nhưng thời gian qua, công chúng không nhớ đến cô như một nghệ sĩ đa năng và xinh đẹp, thay vào đó là việc cái tên Nam Em đi đôi với hai chữ thị phi. Trước tiên là những lùm xùm tình cảm, không chỉ thừa nhận yêu đại gia mà Nam Em từng vướng vào những drama người thứ ba khiến hình ảnh của cô ngày càng đi xuống. Đến cuối năm 2022, tin Nam Em cạch mặt Bạch Công Khanh gây chú ý cho công chúng, dù trước đó cô tuyên bố, nếu chọn một người làm chồng, tôi sẽ chọn một người như Bạch Công Khanh. Thời gian sau đó, Nam Em liên tục đăng đàn ẩn ý về Bạch Công Khanh. Drama với Bạch Công Khanh vẫn chưa là gì so với những buổi livestream gần đây của Nam Em. Cụ thể, ngày 16 tháng 2, Nam Em có phát ngôn gây sốc. Khui hết cái showbiz đi, không có ai cặp đại gia tôi đi bằng đầu Á. Ai cũng cặp đại gia cả, chỉ có điều là chưa bị khui thôi. Ai cũng cặp đại gia cả, ai cũng quần áo hàng hiệu mà showbiz trả tiền đâu có cao đâu, ở đâu ra chứ. Không có bông tuyết nào sạch cả, đừng tưởng hào quang showbiz sạch. Đến ngày 18 tháng 2, Nam Em thực hiện livestream kể những góc khuất của showbiz. Không chỉ nói về những người liên quan đến mình mà cô còn kéo thêm nhiều đồng nghiệp khác. Nam Em hết tố một ngọc nữ dùng chất kích thích, nói một bạn diễn từng là người yêu cũ của chồng mình đến bóc phốt người yêu lợi dụng mình làm bàn đạp để đi lên. Không phủ nhận những buổi livestream giúp Nam Em được nhiều người quan tâm theo dõi, nhưng những phát ngôn gây sốc, những màn bóc tố không qua kiểm chứng lại khiến cho Nam Em tự biến mình trở thành nữ hoàng thị phi mới của V-Biz. Cú trượt dài của Nam Em. Thực tế, sau những buổi livestream gần đây, hình ảnh và những phát ngôn của Nam Em xuất hiện khắp ở trên các diễn đàn mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều bàn luận. Nhiều người lên án việc Nam Em bóc phốt đồng nghiệp nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân khác. Một số ý kiến nhận định việc Nam Em không gọi tên ai cũng là cách cô tạo sự chú ý, từ đó khiến câu chuyện trở nên sôi động và bàn tán nhiều hơn. Tôi không ngu gọi tên ai nữa, ai muốn nghe thì ở lại nghe, không nghe thì đi. Tôi không có nhu cầu khui chuyện nữa, mọi người đừng kích để tôi gọi tên lên thì vài hôm nữa có tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng để lên phường à. Nam Em chia sẻ trong livestream ngày 18 tháng 2. Có thể thấy chính bản thân Nam Em cũng nắm được luật ở trong trò chơi này. Nam Em biết nguyên tắc không nhắc tên bất kỳ ai trên livestream. Nam Em biết cách tạo sự tò mò cho người khác. Và Nam Em cũng biết phản ứng dữ dội của cư dân mạng dành cho mình. Có những người tìm cách gây chú ý bằng chính những ồn ào tranh cãi mà họ vô tình hoặc cố ý tạo ra. Trên không gian mạng xã hội, scandal thường là thứ dễ dàng lan truyền hơn những điều tốt đẹp. Và đây có lẽ là nguyên nhân để cho Nam Em hăng say livestream hết bóc người kia đến phốt người nọ. Cách tạo drama cho chính mình để đi lên là câu chuyện không hiếm ở trong showbiz, nhưng mượn đồng nghiệp để gây sự chú ý cho bản thân thì chắc chỉ có Nam Em. Hỏi Nam Em đã thành công trong việc tạo sự chú ý cho mình chưa thì câu trả lời là có. Phát ngôn gây sốc, hành động khó hiểu cho Nam Em sự chú ý. Những buổi livestream kể xấu đồng nghiệp trong showbiz cho Nam Em sự thỏa mãn cá nhân nhất thời, cho cô nàng trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng. Nhưng đổi lại, cô mất đi những gì đã nỗ lực tạo ra sau bao năm làm nghề. Cô mất đi hình ảnh tích cực trong mắt công chúng và cũng có thể đánh mất đi cơ hội tiếp tục làm nghề. Sự thành công này của Nam Em chẳng khác nào một cú trượt dài cho sự nghiệp. Việc Nam Em tự khoác cho mình chiếc áo thị phi khiến nhà sản xuất hay người làm chương trình cũng phải nghi ngại nếu muốn gửi lời mời Nam Em tham gia. Bởi lẽ ai đầu tư làm chương trình đều sẽ tìm đến nghệ sĩ có hình ảnh đẹp, được khán giả yêu mến, chứ không ai mời một quả bom nổ chậm, không biết khi nào sẽ khơi mào drama. Hơn nữa, khán giả ngày nay đang càng ngày càng phản ứng mạnh mẽ trước những nghệ sĩ ồn ào, ít tạo giá trị cho cộng đồng. Họ sẵn sàng tẩy chay những sự kiện chương trình mà có sự xuất hiện của những nghệ sĩ thị phi, thiếu chuẩn mực. Những buổi livestream giúp Nam Em thành công khi tạo sóng cho chính mình, nhưng có lẽ cơn sóng này cũng đã đóng lại cánh cửa hoạt động showbiz của cô. Được biết mới đây, buổi livestream phốt nửa showbiz của Nam Em gây tranh cãi trên các diễn đàn mạng xã hội. Dù không đưa ra bằng chứng xác thực nhưng Nam Em liên tục nói ẩn danh, úp mở hàng loạt câu chuyện tiêu cực và gợi ý khiến cư dân mạng liên tưởng đến nhiều nghệ sĩ V-Biz.
Dù vấp phải chỉ trích, nhưng nam em tiếp tục mở một buổi livestream vào tối ngày 18 tháng 2. Đáng nói lần này nam em cho biết sẽ ngừng việc phanh phui những góc khuất trong showbiz. Nam em nói, tôi không ngu gọi tên ai nữa, tôi nói chuyện mơ hồ, ai muốn ở lại nghe thì nghe, không nghe thì đi. Tôi không có nhu cầu khui chuyện nữa, mọi người đừng kích động để tôi gọi tên lên. Thì vài hôm nữa, có tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng để lên phường à. Cô cho biết thời gian tới sẽ phải tém tém, không gọi tên cụ thể bất kỳ ai để tránh bị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Trả lời về vấn đề nam em liên tục ám chỉ nhiều người trên livestream có vi phạm pháp luật, luật sư Nguyễn Quốc Cường, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Infinity Việt Nam nêu ý kiến. Về trường hợp này, luật pháp rất khó can thiệp vì những người này chỉ nói vu vơ, không nêu đích danh. Tuy nhiên, trong trường hợp các hành vi ám chỉ đó khiến cho mọi người đều có thể hiểu được nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện này là ai, thì vẫn có thể có khả năng xử lý được. Những người bị ảnh hưởng trực tiếp có quyền kiện và yêu cầu thu hồi những đoạn thông tin đó trên mạng xã hội cũng như công khai xin lỗi. Luật sư nói thêm, trong trường hợp các thông tin trên mạng này gây nhiễu loạn xã hội, các cơ quan chức năng có thể vào cuộc can thiệp và xử phạt hành chính. Nếu các hành vi đó được lặp lại nhiều lần, những người tung tin thất thiệt còn có nguy cơ bị truy tố hình sự như trường hợp của bà Phương Hằng trước đây.